bạn nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 là thời gian cao điểm lực lượng chức năng toàn tỉnh ra quân tăng cường công tác kiểm tra tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Trong chuyên mục 389 kỳ này, liên quan đến công tác kiểm tra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm là nội dung chính chúng tôi phản ánh. Từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, các đoàn kiểm tra liên ngành đã được thành lập và tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phụ trách về việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở. Trong đó, tuyến tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn do Sở Công Thương tỉnh chủ trì tiến hành kiểm tra trên địa bàn thị xã Ngã Năm và các huyện Châu Thành, Kế Sách, Mỹ Tú. Đoàn do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản tỉnh chủ trì tiến hành kiểm tra trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên. Đoàn do Sở Y tế tỉnh chủ trì kiểm tra các địa bàn thành phố Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung, Long Phú và Thạnh Trị. Ngoài ra, tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, phòng y tế, trung tâm y tế, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành lập các đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong tháng hành động. Còn tại các xã, phường, thị trấn, trạm y tế xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Theo chân đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì đến kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, anh Đổng Kim Văn, chủ cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Triệt Tiến, huyện Long Phú cho biết đã sản xuất nước uống đóng chai được 6 năm nay. Trong mùa nắng nóng từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch hàng năm là thời gian cao điểm sản xuất. Bình quân hàng ngày, cơ sở cho ra thị trường 200 thùng nước, mỗi thùng 20 lít, tiêu thụ chủ yếu tại địa phương. Ngoài ra, cơ sở này còn sản xuất các chai nước dung tích 1,5 lít, 500ml và 330ml bán tại các nơi tổ chức tiệc. Nước thì tôi lấy là từ nguồn nước của nhà máy nước Long Phú, đem về qua hệ thống xử thô, mới qua hệ thống GO, đúng thành phẩm, hay vô thùng. Mình muốn bán thì lâu dài, mình cũng lúc nào cũng đập cái nước mình sản xuất mình bán thì lúc nào cũng đảm bảo. Như mình vừa uống trong nhà và bán khách hàng để mà cái thời gian mình kinh doanh cho xài cũng được lâu. Chứ mình không đảm bảo cái nguồn nước mình bán ra nó bị hâu hay dơ, người ta phản ánh hoài thì mình sẽ không có bán được cái thị trường nữa. Theo đánh giá từ phía đoàn liên ngành, mỗi năm qua các đợt thanh tra kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở. Quy trình sản xuất ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại và khép kín. Các hồ sơ thủ tục pháp lý được chấp hành theo quy định của pháp luật. Tại mỗi nơi đến, các thành viên trong đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đồng thời sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định khi cần thiết. Vừa qua thì đối với y tế chúng tôi đang tiến hành đi được hai huyện là thành phố Sóc Trăng và Long Phú. Thì qua kiểm tra một số cái sản phẩm của tỉnh Sóc Trăng ta cũng như một số cơ sở sản xuất thì cho thấy là cái một số sản phẩm mà tỉnh Sóc Trăng chúng ta phát triển về cái mặt hàng là ô cốp. Thì qua đánh giá thì hầu như cơ sở họ quan tâm đến cái vấn đề truy xuất nguồn gốc cũng như cái điều kiện sản phẩm và cái chất lượng sản phẩm chúng ta cho đảm bảo. Nội dung kiểm tra nước đóng chai của chúng tôi thì theo cái ngành y tế quản lý thì chúng tôi cũng truy xuất nguồn gốc là họ sử dụng nguồn nước từ đâu, nước ngầm hay là nước thủy cục, và cái chất lượng nước sau khi ra thì họ phải công bố xét nghiệm ban đầu là nước nguồn, rồi sau đó nước thành phẩm để họ theo dõi và đánh giá. Thì qua kiểm tra hầu như là dần dần cơ sở cải tiến rất nhiều. Trước đây thì họ sản xuất theo cái kiểu truyền thống của họ, họ chỉ đơn giản một số cái quy trình sản xuất. Tuy nhiên dần dần thì qua quá trình chúng tôi kiểm tra, giám sát, tuyên truyền thì hầu như các cơ sở nâng cấp được cái biết được cái quy trình sản xuất khép kín như thế nào và họ theo dõi cái chất lượng nước như thế nào. Đây là một cái điều đáng mừng đối với ngành y tế chúng ta. Qua kiểm tra, bên cạnh các cơ sở chấp hành tốt, một vài cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn, vi phạm về không đảm bảo môi trường trong kinh doanh thực phẩm cùng nhiều vi phạm khác. Đoàn đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở đến các cơ quan để được cấp lại giấy chứng nhận, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh kiểm tra việc chấp hành an toàn thực phẩm tại các cơ sở, các đoàn liên ngành qua đây còn tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở về các văn bản pháp luật mới ban hành, tuyên truyền vận động hướng dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
tuyên truyền phổ biến vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Diễn ra định kỳ hàng năm, tháng hành động vì an toàn thực phẩm là hoạt động thiết thực góp phần vào giảm thiểu số vụ cũng như nói không với ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, hướng đến một môi trường sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, các thành viên Ban chỉ đạo 389 chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh gồm Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tịch thu trên 98.600 bao thuốc lá nhập lậu. Trong Nghị định 98 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có quy định về xử phạt hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Liên quan đến vấn đề này sẽ là nội dung chính mà phần cuối chuyên mục 389 kỳ này đề cập đến. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao, trong đó quy định 1 bao bằng 20 điếu. Đối với thuốc lá xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu được quy đổi 20 gram bằng 1 bao. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 50 bao đến dưới 100 bao. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 100 bao đến dưới 300 bao. Phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 300 bao đến dưới 500 bao. Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 500 bao đến dưới 1.000 bao. Phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.000 bao đến dưới 1.200 bao. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến dưới 90 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.200 đến 1.500 bao. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 bao trở lên. Thực hiện Nghị định 98, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các ngành chức năng và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phản ánh tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng xe lưu động, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở kinh doanh, buôn bán. Qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân nghiêm túc chấp hành, không sử dụng, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, đồng thời mạnh dạn tố giác các trường hợp vi phạm đến lực lượng chức năng. Thì thường xuyên là phối hợp cùng các địa phương, như tới phối hợp giờ ở huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thì tuyên truyền sâu rộng tới bà con nhân từng nhóm dân lao động thì, và họ cũng là đồng tình phối hợp cùng chúng ta để chống buôn lậu, làm sao là để giảm thiểu thấp nhất người mà dân là tàn trữ và buôn bán thuốc lá ngoại nhập. Thì phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền chuyên môn để thực hiện Nghị định 98, thì thực hiện Nghị định 98 ở đời thì thấy rất rõ là về mức xử phạt, về răn đe rất cao đối với những mà cá nhân tổ chức có hành vi tàn trữ buôn lậu thuốc lá cũng giảm dần trong thời gian tới. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng phối hợp cùng các đơn vị của 389 tỉnh như cảnh sát kinh tế nè, thì bộ đội biên phòng, thì chúng tôi cương quyết là ngăn chặn những hành vi buôn thuốc lá ngoại nhập, và nếu đủ điều kiện để phạt theo Nghị định 98 thì tương xử phạt 98, nếu mà vượt thẩm quyền chúng tôi sẽ chuyển cơ quan có chức năng để xử lý theo pháp luật quy định và có thể truy tố trước pháp luật. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục 389 kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục 389 kỳ sau, phát sóng vào khung giờ này vào ngày 9 tháng 6.